Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những lý do khiến giáo viên nghỉ việc Ngày 29 tháng 7, báo Tiến Dân có bài Vì sao giáo viên bỏ việc của tác giả Thái Hạo Theo đó, giữa lúc cả nước đang thiếu giáo viên ngày càng trầm trọng thì làn sóng bỏ việc trong khối công lập lại không vì thế mà có dấu hiệu giảm đi Vì sao? Tác giả nêu ra ba lý do của tình trạng này từ trải nghiệm của bản thân và những chia sẻ của bạn đồng nghiệp gần gũi cộng với những gì đang diễn ra trong ngành. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Theo tác giả, lý do thứ nhất là mất dân chủ nghiêm trọng trong môi trường giáo dục dẫn đến giáo viên không còn được tôn trọng, thân phận trở nên thấp hèn trước người quản lý, họ bị đối xử bất công, bị tước mất những quyền cơ bản, bị chỉ trích, phê bình, thậm chí bị trù dập mà không biết kêu ai. Ở không ít nơi, giáo viên phải làm chân sai vặt, thậm chí đi tiếp khách và chuốt rượu như tiếp viên. Dù không dám phản kháng nhưng chắc chắn nó sẽ gây bất bình, dần sinh ra mệt mỏi, chán ghét. Tình trạng này là sự đả kích sâu sắc làm tổn thương nặng nề những người có tự trọng, có ý thức phẩm giá. Nó tất yếu dẫn đến việc những người thẳng lưng sẽ phải rời bỏ nhà trường. Cho nên song song với việc thay đổi chính sách tiền lương thì việc lặp lại sự quân bình quyền lực kiến tạo môi trường giáo dục công bằng nhân văn phải là mục tiêu khẩn cấp bức thiết không thể trì hoãn lý do thứ hai quá nhiều áp lực căn bệnh thành tích bệnh quan liêu giấy tờ bệnh hành chính hình thức đã dần làm kiệt quệ đội ngũ giáo viên nên giáo dục đang chạy theo những con số vô hồn với điểm thi giải thưởng thi đua và từ đó làm phát sinh không biết bao nhiêu tiêu cực cũng như tạo gánh nặng cho vô bổ trên đầu xã hội Tác giả cho biết nhiều nhà giáo có chuyên môn và tâm huyết đã không thể tiếp tục vì họ thấy lãng phí, thậm chí có cảm giác mình là tội đồ khi tiếp tay cho những cuộc chạy đua không những vô giá trị mà còn để lại di họa trong tâm hồn học sinh và họ đã chọn rời đi. Hình ảnh truyền thông nhà nước đưa tin về tình trạng giáo viên công lập bỏ dạy. Lý do thứ ba, áp lực thành tích biến mỗi nhà trường thành chiến trường. Vì thế công việc đi dạy với tinh thần tận tụy, yêu thương và đồng hành cùng mỗi người học trò dần trở nên xa xỉ. Khi tình yêu với tri thức và với người thầy không còn được hơi dậy để trở thành động lực chính đáng cho việc học nơi học trò, thì giáo viên phải tìm mọi cách để ép các em việc dụ dỗ, nhồi nhét, hăm dọa, phê bình trở thành phương pháp chủ đạo. Những giáo viên có sự nhạy cảm, tinh tế và tình yêu thương dành cho học trò họ không thể chịu đựng được quá lâu cảnh này và phải quay đi tác giả đúc kết việc cải thiện lương bổng dù quan trọng tới đâu và làm tốt đến mức độ nào nhưng nếu không cải tạo được môi trường giáo dục thì vẫn để cho những vấn nạn như trên này vậy khốn thì bức tranh vẫn khó mà đổi sắc được nếu một môi trường lương tăng cao mà tình trạng mất dân chủ còn nguyên như hiện nay thì tiêu cực sẽ phát sinh nhiều hơn vì vé vào cổng sẽ đắt hơn giáo viên sẽ bị đối xử thô bạo hơn tác giả cho rằng câu chuyện thu nhập là một bài toán phải được giải nhưng không dễ có ngay đáp án hữu hiệu trong hoàn cảnh này tuy nhiên việc dân chủ hóa môi trường giáo dục dẹp nạn lạm phát hành chính trị căn bệnh thành tích giả dối thì lại không hề mất tiền mà có thể làm ngay chỉ cần thực hiện một số cải cách thiết thực thay đổi chính sách cấu trúc lại bộ máy giáo dục thì lập tức mọi thứ sẽ trở nên thông thoáng lành mạnh môi trường giáo dục sẽ được hồi sinh sức sống sẽ trở lại và hạnh phúc liền hiện hữu trên mỗi mặt người tác giả tin rằng nếu làm được như thế thì đó mới là một cuộc đổi mới căn bản chứ không phải là chủ mục vào viết chương trình sách giáo khoa mới không hạt giống tốt nào có thể mọc lên trên một mảnh đất đã bị nhiễm độc nghiêm trọng thậm chí những cây đã sinh trưởng và cắm rễ sâu ở đó còn sẽ bị eo uột dần theo năm tháng mà chết đi Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Những lý do khiến giáo viên nghỉ việc Những bình luận xung quanh án chung thân của Hoàng Văn Hưng Ngày 28 tháng 7, báo Đất Việt có bài Công luận nói gì về án chung thân cho Hoàng Văn Hưng Theo đó, một số ý kiến cho rằng bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh Điều tra bị án chung thân là quả báo trong lúc có bình luận cho rằng tòa bất nhất khi cố khép tội hưng cho bằng được đất việt cho biết hoàng văn hưng là một trong bốn bị cáo bị tuyên án chung thân trong vụ án chuyến bay giải cứu cùng bị án chung thân có nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự vũ anh tuấn cựu phó phòng tham mưu cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an và phạm trung kiên cựu thư ký của thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên hình ảnh bài trên báo đất việt Đức Việt dẫn nhận định của ông Mạc Văn Trang, một nhà quan sát từ Sài Gòn cho rằng, gây cấn và bi hại nhất là tranh cãi tại tòa giữa Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội và Hoàng Văn Hưng. Hai bị cáo này cùng trong ngành, có nghiệp vụ cao, tranh cãi với nhau thật là vui. Hưng nhất định cãi mình vô tội vì không có các bằng chứng để chứng minh hành vi phạm tội. Nhưng oái oăm thay, tòa lại quen, trọng cung hơn trọng chứng nên cứ kết án Hưng chung thân quả báo chăng? Bên cạnh đó, đất Việt dẫn bình luận của blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức Ba Sàm, cho hay Kinh chưa làm sao cãi được với tư pháp xã nghĩa? Theo hội đồng xét xử, dữ liệu điện tử và trích xuất camera thể hiện cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng đã nhận chiếc cặp số đựng 450.000 USD trước cổng trụ sở cơ quan an ninh điều tra nên tuyên mức án chung thân cho Hưng. Đất Việt tiếp tục dẫn phân tích của luật sư Trần Đình Dũng cho rằng trung tá hoàng văn hưng lãnh án chung thân thực ra không ai thương tiếc gì nhưng những người làm công tác liên quan đến tố tụng hình sự cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào bộ mặt tố tụng hình sự nước nhà nên tố tụng hình sự như bị đóng đinh thêm một tiền lệ là tiền lệ suy đoán có tội tiền lệ xử án suy đoán có tội nó sẽ gây băng hoại đối với hoạt động tố tụng hình sự ở nước nhà một khi các điều luật của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự không được tuân thủ triệt để, xét xử nhắm vào kết quả là kết tội cho được người mà về niềm tin ai ai cũng biết là có tội, mà không xử theo nguyên tắc tố tụng thì Bộ Luật còn có ý nghĩa cao cả là bảo vệ công lý nữa hay không? Những minh định tại Điều 2 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 rằng không làm oan người vô tội, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân liệu có còn giá trị nữa hay không. Hình ảnh báo chí nhà nước đưa tin về bản án dành cho Hoàng Văn Hưng. Cuối cùng đất Việt dẫn bình luận của Facebooker Kiều Thị Giang. Nguyên tắc bất chấp, Đối với Hồ Duy Hải thì dùng nguyên tắc trọng chứng hơn cung. Cho nên ra chợ mua con dao cái thớp và ít tiết canh để bồi lên rồi tuyên án tử. Đối với Hoàng Văn Hưng thì dùng nguyên tắc trọng cung hơn chứng. Cho nên nhận có bốn chai van mà tuyên án chung thân đã trọng cung hơn chứng thì anh hưng nên huệ tệ khai thêm ở phiên phúc thẩm có lẽ bình về mức án chung thân của cựu điều tra viên hoàng văn hưng cần nhắc đến status dí dởm nhẹ nhàng của kiến trúc sư dương quốc chính cứ dí em hưng thật nặng là em sẽ khai ra các đồng chí trong đống rơm thôi ngu gì mà chịu tội một mình chứ nên dự là em sẽ khai nhận trong phiên phúc thẩm và khi khai nhận tiền thì đương nhiên là phải khai thêm là ai đưa tiền vì tầm em thì đâu có đủ tuổi để chạy án, càng không đủ tuổi để rắp tâm lừa tướng Tuấn ngay từ đầu. Và chắc chắn là chạy án thì không thể chạy một mình. Khai đưa tiền cho các anh khác thì sẽ không bị chịu trách nhiệm cho toàn bộ số tiền bị dí. Và Dương Quốc Chính hài hứa kết luận bằng một câu nhái theo tỷ phú Mỹ Warren Buffett. Muốn đi tù lâu thì đi một mình, muốn đi tù nhanh thì đi cùng nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Những bình luận xung quanh án chung thân của Hoàng Văn Hưng Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ thời báo chấm d